Nhận định soi kèo Benfica với Juventus ngày 26 tháng 10. Benfica dưới thời của huấn luyện viên Schmidt đang thi đấu rất vô cùng thăng hoa, nếu như ở mùa giải trước đó họ đều để thua trước đại kình địch Porto trong cả hai trận đấu, và ngước nhìn đối thủ lên ngôi vô địch. Thì trong trận đại chiến ngay trên sân nhà Porto ở vòng đấu vừa qua, Benfica đã giành lấy chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 1-0 ra về. Qua đó, họ tiếp tục đứng vững trên ngôi đầu bảng tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha với 28 điểm. Bỏ xa vị trí thứ hai của Porto đến 6 điểm. Trở lại với mặt trận Champions League trước đó, Benfica lại tiếp tục khiến cho giới mộ điệu phải bất ngờ khi buộc PSG phải chia điểm ngay trên sân công viên các hoàng tử. Với một điểm vừa có được thì lúc này đội bóng của huấn luyện viên Schmidt đang cân bằng điểm số với ngôi đầu bảng H của gã nhà giàu nước Pháp, hiện chỉ đang xếp sau về hiệu số bàn thắng. Và bỏ xa vị trí thứ ba của Juventus đến 5 điểm. Đến với trận đấu thứ 5 tại vòng bảng, Benfica sẽ có màn đón tiếp Juventus đến làm khách trên sân nhà. Có thể nói, nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Schmidt trong trận đấu này chỉ là một kết quả hòa cũng đủ để họ ghi tên mình vào vòng 16 đội. Thậm chí, dù cho có để thua ở trận này, cơ hội đi tiếp của Benfica là rất lớn, khi mà đối thủ của họ ở vòng đấu cuối cùng chỉ là cái tên Maccabi Haifa mà thôi. Vì vậy, đại diện của Bồ Đào Nha sẽ không có gì phải vội vã, và họ hoàn toàn có thể chơi chủ động phòng ngự phản công trước Juventus. Một đội bóng gần như bắt buộc phải dồn lực tấn công ngay từ đầu trận. Như đã nói, với việc bị dồn vào thế chân tường như lúc này, thì Juventus cũng không thể trách ai khác ngoài chính bản thân họ đã thi đấu rất tệ. Đoàn quân của huấn luyện viên Allegri đã khiến cho cả tập thể nền bóng đá Italia phải mất mặt khi bất ngờ để thua trước một đội bóng lót đường như Maccabi Haifa đến hai bàn không gỡ. Trận thua này không khác gì việc lão bà tự bắn vào chân mình. Khi không chỉ giờ đây đường vào vòng 16 đội Champions League đang dần khép lại, mà ngay cả một chiếc vé vớt xuống chơi tại Europa League của họ cũng đang bị đe dọa khá nhiều. Khi mà khoảng cách hiện tại giữa Juventus và vị trí cuối bảng của Maccabi Haifa chỉ còn được tính về chỉ số phụ. Bước vào chuyến hành quân lần này đến Lisbon, tất nhiên 3 điểm trọn vẹn là mục tiêu cuối cùng mà đoàn quân của huấn luyện viên Allegri hướng đến. Để nuôi lấy chút ít hy vọng trong việc bước vào vòng 16 đội. Một hy vọng quá mong manh và nhỏ nhoi đối với Juventus khi mà ngay ở trận đấu cuối cùng, họ sẽ có màn tái đấu với PSG. Song, cơ hội để cho đại diện của Serie A giành lấy chiến thắng ở trận này không phải là không có, bởi trong hai vòng đấu gần nhất tại giải đấu quốc nội, thầy trò huấn luyện viên Allegri đã nhanh chóng vực dậy tinh thần bằng hai trận toàn thắng. Nên người hâm mộ của lão bà hoàn toàn có thể nghĩ đến một kết quả tốt nhất dành cho đội bóng con cưng của mình. Soi kèo Benfica với Juventus, sẽ không quá bất ngờ, khi ở trận đấu này chính Juventus mới là đội bóng chiếu dưới ở kèo nửa trái. Và đây cũng là kèo mà giới mộ điệu sẽ đặt niềm tin vào Juventus. Khi mà Benfica chỉ cần một kết quả hòa ở trận này đã là quá đủ, để Benfica có thể ghi tên mình vào vòng 16 đội. Và phần lớn kết quả sẽ nổ tài ở kèo hai trái rưỡi, khi mà gần như Juventus sẽ tổng lực tấn công ngay từ đầu. Và phải có ít nhất hai bàn thắng vào lưới Benfica để cân bằng thành tích đối đầu trong trường hợp hai đội bằng điểm. Qua đó có thể thấy nhiệm vụ của Juventus là phải tấn công tổng lực và rất dễ dính những miếng đánh phản công của Benfica.